và các bạn, tiết kiệm chi phí xây nhà là một trong những vấn đề rất quan trọng và được nhiều người quan tâm khi bắt đầu xây dựng tổ ấm cho mình và các thành viên trong gia đình. Bên cạnh là việc tìm đến các kiến trúc sư để được tư vấn và thiết kế, thì một số gia chủ lại lựa chọn một phương pháp có thể tiết kiệm chi phí hơn, đó là tái sử dụng bản vẽ thiết kế nhà của người khác. Và điều này tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro. Trong video clip ngày hôm nay, Đất Thủ sẽ chia sẻ đến quý vị những thông tin, những lưu ý khi chúng ta là quyết định sử dụng bản vẽ thiết kế đi mượn. Có rất nhiều các anh chị khi chưa tìm hiểu kỹ về địa hình khu vực đất xây dựng của thiết kế đi mượn đã vội vàng áp dụng vào trong khu đất của mình, thì sẽ dẫn đến là việc nền móng sẽ không phù hợp với khu vực đất. Như vậy thì sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, nếu chúng ta sử dụng nền móng tốt cho khu vực đất dày thì sẽ gây là phí phạm công sức cũng như là vật liệu xây dựng. Trường hợp thứ hai, nếu chúng ta sử dụng nền móng mỏng cho những khu vực đất có tiền sử là đầm lầy, ao hồ thì sẽ dẫn đến là việc dễ dàng sụp lún và đổ vỡ trong tương lai. Khi áp dụng bản vẽ đi mượn vào khu đất khác với chủ nhà khác thì mọi điều kiện về phương hướng nhất định phù hợp với những điều kiện về thời tiết đều sẽ thay đổi. Nếu không cân nhắc đến phương hướng phù hợp mà chỉ rập khuôn theo thiết kế đi mượn thì khả năng rất cao ngôi nhà của anh chị sẽ không đón được nhiều nắng và gió. Hoặc có thể ngôi nhà sẽ hứng trọn ánh nắng gay gắt buổi chiều, làm không khí trong nhà trở nên nóng, ngộp, bí bức, ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Một trong những hạn chế của thiết kế đi mượn là có điều kiện về mặt bằng xây dựng xung quanh khác với khu đất thực tế của chủ nhà. Điều này sẽ dẫn đến là chủ nhà dễ tiêu tốn về thời gian, công sức và tiền bạc để sửa chữa về sau. Sử dụng thiết kế đi mượn chính là áp dụng điều kiện và yêu cầu về phong thủy phù hợp với mệnh trạch của người khác vào trong chính ngôi nhà của mình. Như vậy thì mọi sự sắp đặt trên bản vẽ về phong thủy sẽ không hề tương thích với bổn mệnh của chủ nhà và có thể dẫn đến là sự xáo trộn mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình, hao tài tốn sức và ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong tương lai. Việc sử dụng thiết kế đi mượn dễ gây ra mâu thuẫn giữa nhu cầu, thói quen sinh hoạt của chủ nhà và các thành viên trong gia đình với kiến trúc nội ngoại thất của bản vẽ, gây ra sự bất tiện trong sinh hoạt và đời sống. Từ đó đòi hỏi các gia chủ phải thay đổi một số hạng mục xây dựng khác như phòng ngủ, phòng khách hay đường dây điện nước. Lưu ý thứ 6 dành cho các anh chị là các yêu cầu về thay đổi phong cách trang trí sẽ dẫn đến việc là thiếu đồng nhất giữa các thiết kế nội thất và mặt thẩm mỹ, cũng là một trong những hậu quả của việc sử dụng thiết kế đi mượn hoặc là tìm thông tin từ các trang mạng nào đó. Và có thể kể đến là sự thay đổi từ ốp tường sang ốp gạch hoặc là sàn nhà bằng gỗ thì lại sang là lót đá hoa cương. Và những thay đổi như vậy thì sẽ khiến cho giá trị thẩm mỹ của toàn bộ ngôi nhà bị giảm đi đáng kể. Đôi khi vì không đủ kinh phí để hoàn thiện căn nhà như bản vẽ của thiết kế đi mượn mà nhiều gia chủ đã chủ động thay đổi kết cấu và vật liệu xây dựng mà không hề nghĩ rằng kết cấu và vật liệu xây dựng lại có liên hệ mật thiết với nhau và ảnh hưởng đến những phần quan trọng trong ngôi nhà của bạn như là tường nhà, móng nhà và mái nhà. Tường nhà thì sẽ dễ bị rạn nứt không thấm nước, còn móng nhà thì không chắc chắn sẽ khiến cho ngôi nhà của bạn dễ bị sụp đổ, còn mái nhà thì sẽ bị dột khi mưa và hút diệt khi nắng nóng. Thưa các anh chị và các bạn, thiết kế đi mượn chỉ là một nguồn tham khảo thực tế để gia chủ có thể hiểu hơn về quá trình xây dựng và tìm kiếm ý tưởng về thiết kế nội ngoại thất cho gia đình mình. Tuy nhiên, đây không phải là một giải pháp thông minh để có thể tiết kiệm chi phí hơn, mà ngược lại, việc đi mượn bản vẽ thiết kế từ gia đình người khác và chưa tìm hiểu kỹ lưỡng đã áp dụng vào trong chính ngôi nhà của mình sẽ gây ra rất nhiều rủi ro khi chúng ta bắt đầu vào cuộc sống mới. Đến đây thì Đất Thủ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video clip lần sau.